Chúa cha toàn
ngày dần qua con tim ta heo mòn, chờ tình thương cho ta nương náu. Giêsu đến cho ta được bình yên, kia dòng huyết Giêsu đã xóa bôi mọi tội lỗi con xin. Tội lỗi con xin ăn năn, con trở về. Tôi xin đọc lời của Chúa trong sách Thi Thiên 139 từ câu 1 đến câu 14, bản dịch 2011. Chúa ơi, Ngài đã dò xét con và biết con. Ngài biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy. Từ xa Ngài đã thấu rõ mọi ý tưởng của con. Ngài biết rõ lối nào con ra đi hay khi nào con nằm ngủ. Ngài quen thuộc mọi đường lối của con. Thật vậy, khi lưỡi con chưa thốt thành lời, kìa, Chúa ơi, Ngài đã biết tất cả rồi. Ngài bao vây con cả phía sau lẫn phía trước. Ngài nhận tay Ngài trên con. Đối với con, điều ấy quá diệu kỳ, quá cao diệu, con không hiểu thấu. Con có thể đi đâu để tránh khỏi thần của Ngài? Con sẽ trốn ở đâu hầu thoát khỏi sự hiện diện của Ngài? Nếu con lên trời, Ngài đang ngự tại đó. Nếu con xuống âm phủ, kìa, Ngài cũng hiện hữu ở đó. Nếu con lấy cánh tay bình minh bay đến những nơi xa xăm tận chân trời góc bể, tại đó tay Ngài sẽ dẫn dắt con, tay phải Ngài sẽ nắm lấy con. Nếu con nói chắc bóng tối sẽ che khuất được mình khi ánh sáng chung quanh mình đổi thành bóng tối, thế nhưng đối với Ngài bóng tối chẳng tối tăm gì cả, ban đêm sáng rõ như ban ngày. Ngài thấy rõ như nhau dù trong bóng tối hay ngoài ánh sáng. Vì chính Ngài đã dựng nên hình hài của con, Ngài đã tạo thành con trong dạ của mẹ con. Con cảm tạ Ngài vì con đã được dựng nên cách đáng sợ và lạ lùng. Công việc của Ngài quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm. Tôi xin hết. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em đến đây được nhà thờ sáng Chủ nhật là tại vì tim chúng ta có hoạt động, phải không? Phổi chúng ta hoạt động. Tim phổi hoạt động càng tốt thì chúng ta càng khỏe, càng vui. Và đây là một cái thực tế trong đời sống. Tại nhiều lúc trước đây chúng ta chỉ để ý những việc bên ngoài, mình đi xe nào, mặc đồ nào, mang giày hiệu nào. Nhưng mà từ từ chúng ta cảm thấy chuyện quan trọng là chuyện bên trong chúng ta. Và cũng vậy, ở trong đời sống theo Chúa của chúng ta có rất là nhiều điều chúng ta làm được bên ngoài, được phước bên ngoài, vui vẻ bên ngoài hay là trục trặc bên ngoài. Nó cũng tùy thuộc rất là nhiều điều đến từ trong đời sống tâm linh của mỗi một chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta dành suốt khoảng thời gian này để nói đến một số điều quan trọng, những cái nhịp sống cần thiết cho một người theo Chúa. Chúng ta nói rằng chúng ta cần noi gương Chúa Giêsu để tìm nơi vắng vẻ thường xuyên, để đời sống mình học biết lắng động, lắng nghe tiếng của Chúa. Chúng ta nói với nhau về thói quen suy gẫm lời của Chúa thường xuyên cho chính mình. Chúng ta nói với nhau về thói quen vào trong phòng riêng, đóng cửa lại và cầu nguyện với cha chúng ta. Và cha chúng ta là đấng thấy nơi kinh nghiệm đó sẽ ban thưởng cho chúng ta. Và hôm nay chúng ta học tiếp một thói quen có liên hệ với tất cả các thói quen trước đây đã nói, đó là thói quen xét mình trước mặt Chúa. Khi chúng ta học Kinh Thánh cũng phải có yếu tố xét mình, cầu nguyện cũng phải có yếu tố xét mình. Thói quen xét mình cũng giống như là thói quen xem kiến, xem gương á. Chúng ta thấy cái bác ngồi cạnh chúng ta mà đẹp như vậy là biết là có xem gương, phải không? Gọn gàng vậy là có xem gương. Thói quen này cũng giống như là thói quen của một nhạc sĩ guitar lên dây đàn. Chúng ta không có biết người đó lên dây đàn lúc nào, nhưng mà nếu một người nhạc sĩ không có lên dây đàn thời gian
thì chúng ta biết người đó vẫn có thể đàn những ngón đàn rất là khéo léo, nhưng mà cái tiếng đàn nó sẽ trở thành lạc điệu đi. Đời sống của chúng ta không xét mình trước mặt Chúa thì một thời gian chúng ta cũng làm một số công tác, cũng phục vụ, nhưng mà cái tâm tình chúng ta dần khác Chúa Giêsu đi. Xét mình cũng giống như là bảo trì xe, có nghĩa là có một số người xe chưa hư họ vẫn bảo trì, tại vì làm như vậy thì xe sẽ tốt đều. Và xét mình cũng không phải là vì chúng ta đang có cái lỗi gì nặng, nhưng mà vì chúng ta muốn cho cuộc đời của mình theo Chúa vững bền. Xét mình cũng giống như đi khám sức khỏe định kỳ, chúng ta có thể biết được bệnh sớm nếu có. Xét mình là điều khích lệ thực tế cho đời sống hôn nhân ngày hôm nay. Tôi nghĩ những câu nói giống như là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà đó, là cái câu mấy ông thích, nhưng mà nó là thiếu xét mình. Chúng ta đồng ý không? Thì cũng vậy, ở trong hôn nhân nếu mà ai cũng là người có lỗi mà chúng ta để ý đến lỗi của đối phương á, thì sự căng thẳng sẽ mỗi ngày nó gia tăng. Nhưng mà nếu ai cũng có lỗi mà mỗi bên tập trung xét mình trước thì sự căng thẳng đó nó sẽ dễ giải tỏa hơn. Thi Thiên 139 là một tuyệt tác nói về sự xét mình trước mặt Chúa. Đức Chúa Trời ơi, xin dò xét con. Cho nên điều mà quý ông bà anh chị em và tôi muốn được, có ao ước được, lấy lại cái thói quen xét mình. Thật ra đây là một điều chúng ta ngại, tại vì nhiều lý do. Tôi nhớ hồi thời sinh viên đi chiếc xe cũ, tôi không có thích đi sửa xe, tại vì sửa xe người ta chỉ cái này hư mình sửa nó sẽ lòi ra cái khác. Cho nên nhiều lúc còn chạy được, ráng chạy đi, phải không? Thì đôi khi đời sống của chúng ta nó lung tung quá, cho nên xét mình nó gặp chuyện này đụng chuyện kia, chi bằng mình bắt lỗi người ngoài nó dễ hơn. Thì cũng vậy, khi xét mình là việc khó, nhưng mà là việc tốt trước mặt Chúa. Về phương diện thần học thì Thi Thiên 139 có thể chia làm 3 phần. Về Chúa, Chúa là đấng biết tất cả, Chúa là đấng ở mọi nơi, và Chúa là đấng làm được tất cả. Vô sở bất tri, không nơi nào Chúa không biết. Vô sở bất tại, không chỗ nào Chúa không có. Và vô sở bất năng, không chuyện gì Chúa không làm được. Nhưng mà người ta có thể lạc vào trong những lý luận đó, tại vì hồi đó tôi nhớ có người hỏi rằng: như vậy Chúa có quyền làm cái tảng đá nặng đến nỗi Chúa khiêng không nổi không? Thì người ta nói những cái nghịch lý đó, và người ta lạc trong những cái sự lý luận đó. Nhưng tại đây tác giả nhận biết được sự hiểu biết của Chúa một cách vô cùng gần gũi, mà chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể thấy. Thì việc đầu tiên là sự nhận biết được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chính mình. Tác giả nói rằng: Chúa ơi, Ngài đã dò xét con và biết con. Ngài biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy. Từ xa Chúa đã thấu rõ mọi ý tưởng con. Ngài biết rõ lối nào con ra đi, hay lối nào con nằm ngủ, hay khi nào con nằm ngủ. Ngài quen thuộc mọi đường lối của con. Thật vậy, khi lưỡi chưa tốt thành lời, kìa Chúa ơi, Ngài đã biết tất cả rồi. Ngài bao vây con phía sau lẫn phía trước, Ngài đặt tay Ngài trên con. Đối với con, điều ấy quá diệu kỳ, cao, quá cao diệu, con không hiểu thấu. Nghĩa là ở đây bày tỏ một sự kinh ngạc về việc Chúa hiểu thấu mình. Chúa hiểu biết mọi sinh hoạt của mình. Và có một cái sự sợ sệt vì Chúa quá gần và có thể chạm đến mình. Một sự choáng ngợp vì nhận biết rằng sự vượt đó là cái điều vượt quá sự hiểu biết của chính mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tác giả mô tả Chúa là một đấng hiểu biết gần gũi và có một sự quan tâm đến sinh hoạt của ông
đường đi nước bước của ông, lời nói của ông, sự suy nghĩ của ông. Đây là sự quan tâm của một người gần gũi, hiểu biết, giống như là cha, mẹ, ông bà biết con cháu của mình. Có khi nào con cháu quý vị đến định nói với quý vị chuyện gì mà quý vị biết trước nó sẽ nói gì không? Bạn tôi nói với tôi rằng đứa con trai nhỏ của bạn tôi á, nó có lần nó đến nó nói với bạn tôi rằng: ba ơi, trước khi ba chết ba nhớ để lại cho con cái password của cái iPad. Là bạn tôi biết là cái thằng này á, nó thương mình nhưng mà nó mê game lắm, không? Cho nên nó muốn là trước khi mình chết mình để lại để nó chơi game được. Cho nên có thể cho nên bạn tôi nhìn là biết rồi, nó mà đi làm về xuống xe mà nó chạy tới là biết nó định chuyện gì rồi. Có thể bạn tôi không có thích cái lời yêu cầu của nó lắm, nhưng bạn tôi biết con mình và thương con mình. Chúa biết quý vị và tôi trước khi chúng ta nói. Hồi đó khi tôi còn trẻ, mà khi nào mà tự nhiên tôi chải đầu đàng hoàng chút là mấy cô em gái tôi biết tôi định đi đâu rồi. Thì quý vị mà hơi diện chút, Chúa cũng biết quý vị định làm chuyện gì rồi. Chúa biết. Và tại sao Chúa lại quan tâm đến đời sống của chúng ta như vậy? Tại vì Kinh Thánh bày tỏ rằng từ đầu Chúa đã muốn gần gũi con người. Kinh Thánh nói rằng trong sáng thế ký, buổi chiều Đức Giê-hô-va xuất hiện và bước đi trong vườn. Ngài bước đi trong vườn để dạo trong vườn với con người mà Ngài đã tạo dựng. Nó nói đến một sự tương giao, một cái liên lạc đó. Nhưng Kinh Thánh nói lần đó Chúa bước đi và Chúa hỏi rằng: Adam, ngươi ở đâu? Tại vì Adam phạm tội cho nên trốn Chúa. Và tôi nghĩ đó là nguyên câu chuyện của Đức Chúa Trời với con người. Tại vì con người từ xa xưa đã muốn tìm cách trốn Chúa, lẩn trốn. Và Chúa yêu thương, muốn con người trở ra để gặp Ngài. Và đây là lý do chúng ta sẽ thấy rằng khi những người gặp Chúa là một cái biến cố trong đời sống của họ. Và họ có khởi đầu, ai cũng bắt đầu với sự sợ sệt vì Chúa biết mình. Môi-se khi gặp Chúa ở bụi gai trái thì ông nghe tiếng Chúa kêu ông nói rằng: Môi-se, hãy cởi giày ngươi ra vì chỗ ngươi đứng là nơi đất thánh. Lúc đó ông nhận biết Chúa một cách mới, không phải đó là Đức Chúa Trời của truyền thống dân tộc ông, nhưng mà đấng biết ông, thấy ông và kêu ông cho ông biết rằng cái chỗ ông đứng là đất thánh vì có sự hiện diện của Chúa. Người đánh cá Phi-e-rơ khi khám phá ra rằng ông thầy Rabbi Giê-xu là ai, thì phản ứng của người đánh cá rằng: thưa thầy, xin thầy ra khỏi ghe của con vì con là người có tội. Và Kinh Thánh nói rằng khi một người nhận biết Chúa, có nghĩa là Thánh Linh bày tỏ cho người đó biết rằng: A-ba, cha ơi, là nhìn biết Ngài là cha của mình. Và tôi tin rằng đây là một điều rất là quan trọng trong đời sống, để chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Đây là điều quý báu nhất của chúng ta, là những người biết Chúa. Tại vì con người thường xa cách Chúa, không nhìn biết Ngài, không nhận ra Ngài. Nhưng mà Chúa thì dùng nhiều cách để cho con người tìm nhận biết Chúa, và Ngài đặt tay Chúa trên chúng ta để cho chúng ta nhận biết Ngài. Nó có thể qua biến cố trong cuộc đời, nó có thể qua cái đau khổ khủng khiếp trong một đời người để nhận biết rằng mình cần Chúa. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường quên đi sự thấu hiểu của Chúa. Vì vậy cho nên khi chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa là chúng ta bước vào trong sự tôn thờ Ngài, cầu nguyện với Ngài, lắng nghe tiếng Ngài. Cho nên đó là ý nghĩa của giờ thờ phượng của chúng ta. Và đó là lý do mà tôi muốn kêu gọi Hội Thánh quý trọng cái lời Kinh Thánh đầu tiên để khai lễ.
Có nghĩa là chúng ta cũng ngồi gần những bạn bè cũng có thể nói chuyện được. Mà sẽ tới giờ đó chúng ta biệt riêng để cùng bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta trân trọng, chúng ta tắt phone để chúng ta biết rằng chúng ta cùng ra mắt Chúa. Đó là lý do chúng ta cần nên ở lại cho tới cuối bài hát cuối cùng. Tại vì đó không phải là cái giờ chúng ta thích cái gì chúng ta ở đó rồi chúng ta cũng đi ra lúc nào cũng được. Nhưng mà khi chúng ta rời khỏi sự hiện diện chung của Chúa để bước ra thế giới bên ngoài với sự ban phước và sai phái của Chúa. Tôi và các mục sư chỉ xin phép trân trọng được bước ra để bắt tay quý vị. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta là gia đình của Chúa, chúng ta nhắc với nhau rằng thì giờ này là thì giờ dành cho Chúa, thì giờ cầu nguyện với Chúa, thì giờ dâng cho Chúa lời ca tiếng hát, dâng cho Chúa sự suy gẫm kinh thánh. Vì vậy trong một cái quyển sách từ thời xa xưa viết về sự cầu nguyện thì nó có một cái tựa đề rất là hay là The Practice of the Presence of the Lord. Có nghĩa là thực tập sống trong sự hiện diện của Chúa. Đây là một cái người làm công ở trong một tu viện. Nhưng mà ông nói rằng khi ông rửa chén ở trong tu viện đó, thì ông nói rằng Chúa ơi, xin Chúa rửa cái tấm lòng của con giống như con rửa cái chén này nó kỹ vậy. Khi ông quét sân thì ông nói Chúa ơi, lòng của con cũng có nhiều rác rưởi, xin Chúa cũng quét đi những cái rác rưởi đó khỏi tâm trí của con. Thực tập ở trong sự hiện diện của Chúa. Dĩ nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng có thể có cảm giác có sự hiện diện của Chúa. Tại vì có những lúc Chúa cho phép cho chúng ta không có cảm thấy điều đó nữa. Cho nên tác giả Thi Thiên nói rằng có những lúc ông nói rằng Chúa ơi, sao Ngài ngoảnh mặt ra khỏi con? Sao Chúa không trả lời con? Và trong những lúc mà chúng ta không cảm thấy sự hiện diện của Chúa thì cái rễ đức tin của chúng ta đâm sâu hơn. Và Chúa cho chúng ta trải qua những trũng tối tăm của sự chết để chúng ta hiểu biết Ngài là đấng chăn giữ chúng ta, không phải chỉ bởi với cảm giác mà với đức tin. Rồi vượt qua tất cả những điều đó thì giống như Thi Thiên 23 nói rằng rồi tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Và giống như bài hát của Thi Thiên 23 nói rằng và tôi sẽ ở trong nhà của Chúa tôi, bạn tôi. Cho nên cả cuộc đời của chúng ta là cuộc đời bước trở lại trong sự hiện diện của Chúa và cuối cùng ở trong sự hiện diện phước hạnh của Chúa. Và sự nhận biết này là quan trọng cho sự xét mình của chúng ta. Giống như chúng ta sẽ nói. Tại vì nếu không có sự hiện diện đó của Chúa, sự xét mình của chúng ta có thể khiến cho chúng ta mặc cảm hơn, tủi thân hơn, buồn bã hơn, bi quan hơn. Điều thứ nhì tại đây là sự nhận biết Chúa nhiều hơn. Nhưng mà tôi dùng chữ khác để mô tả câu 7 trở đi. Tại đây ông nói rằng con có thể đi đâu để tránh khỏi thần của Ngài? Con sẽ trốn đâu hầu thoát khỏi sự hiện diện của Ngài? Nếu là con lên trời, Ngài đang ngự tại đó. Nếu con xuống âm phủ, kìa, Ngài cũng hiện hữu tại đó. Nếu con lấy cánh bình minh bay qua những nơi xa xăm, tận nơi chân trời gốc bể, tại đó tay Ngài sẽ dẫn dắt con, tay phải Ngài sẽ nắm lấy con. Nếu con nói chắc bóng tối sẽ che khuất được mình, khi ánh sáng chung quanh mình trở thành bóng tối, thế nhưng đối với Ngài bóng tối chẳng tối tăm gì cả. Ban đêm sáng rõ như ban ngày, Ngài thấy rõ như nhau dù trong bóng tối hay ngoài ánh sáng. Cho nên trong cái kinh nghiệm của ông là ông muốn trốn Chúa trước. Ông nói Chúa ơi, Ngài bao phủ con phía sau và phía trước. Ngài đặt tay Ngài trên mình con. Và ông nói là bây giờ con muốn trốn khỏi Chúa. Nhưng mà con không có trốn đi đâu được. Vì ở đâu cũng có Chúa. Tôi nghĩ đây là một cái điều mà chúng ta có thể nhận biết cho chúng ta ngày hôm nay.
Ngày hôm nay chúng ta có thể nói rằng con có thể đi đâu để tránh khỏi thần của Ngài? Con sẽ trốn đâu hầu thoát khỏi sự hiện diện của Ngài? Nếu con trốn nhà thờ mà ở nhà, Ngài đang ngự tại đó. Nếu con qua Las Vegas chơi, kìa, Ngài cũng hiện hữu ở đó. Nếu con lấy cánh phi cơ bay đến Việt Nam bên kia đại dương, tại đó, tay Ngài cũng sẽ nắm được con. Tay phải Ngài sẽ nắm lấy con. Nếu con nói, chắc công ăn việc làm bận rộn sẽ che khuất được mình. Nếu con xuống mồ sự chết, thì con biết không phải là hết. Tại vì không điều gì, không nơi nào con tránh được Chúa. Và đây là điều chúng ta sẽ đối diện. Chúng ta không tránh được Chúa. Điều chúng ta để ý tại đây là lời xưng nhận. Ông nói thiệt với Chúa, ông nói là Chúa, con kiếm hết mọi cách con trốn Chúa mà con không trốn được. Thú thật, để Chúa nắm lấy mình rồi nói rằng con trốn hoài mà trốn không được. Cái ý của sự xưng nhận này là điều vô cùng quan trọng. Sự xưng nhận này là sự thú thật trước mặt Chúa về những thiếu sót của mình, về những khuynh hướng sai lầm của mình, về những điều không tốt của mình, về sự yếu đuối của mình. Mà tôi khám phá rằng nếu mà chúng ta không xưng nhận trước mặt Chúa thì chúng ta làm hại chúng ta mà không hay. Và chúng ta sẽ biến những điều tốt Chúa cho mình trở thành điều có hại, điều gây hại. Thí dụ, việc suy gẫm Kinh Thánh là điều rất là tốt, mà nếu chúng ta suy gẫm Kinh Thánh mà chúng ta không có xét mình thì chúng ta sẽ có kiến thức bắt lỗi người khác nhiều hơn. Đồng ý không? Người cầu nguyện với Chúa thường xuyên mà không xét mình đó, thì cũng có thể bắt lỗi người khác nhiều hơn. Giống như cái người Pharisee cầu nguyện nói là Chúa con cảm ơn Chúa, con không có tệ giống như cái ông thâu thuế đó. Người cầu nguyện mà không xét mình, dầu cầu nguyện có vẻ thiêng liêng, cũng có thể có hại. Ngày nay người ta nhận biết rằng trong sự cầu nguyện không phải chúng ta đối diện với con người mà thôi, mà còn đối diện với quyền lực tối tăm của Satan, của ma quỷ. Cho nên người ta có nói đến lời dạy của Chúa về chiến trận thuộc linh. Tuy nhiên những người chiến trận thuộc linh nhờ cậy Chúa ở trong những cái chiến trận đó phải có sự xét mình. Nếu không xét mình thì nó sẽ dẫn đến những điều có hại, giống như ở trong trang 168 của quyển Thiên Sứ Ma Quỷ và Chiến Trận Thuộc Linh mà tôi để giới thiệu quý vị đó trong tuần rồi đó, thì nói như thế này: thường thì chúng ta hay lạm dụng đến đề tài chiến trận thuộc linh. Một số người cố gắng tìm cho ra ma quỷ trong mọi tranh chiến mà họ từng trải. Họ dành nhiều thời giờ quở trách ma quỷ trong khi cầu nguyện, tưởng rằng họ đang ở tiền tuyến và bị ma quỷ tấn công. Nhưng điều quan trọng là phải nhớ rằng ngoài ma quỷ và quỷ sứ của hắn là có đó, chúng ta cũng có những xung đột với chính sự yếu đuối, với bản chất tội lỗi và ảnh hưởng của những người sa ngã trong một thế giới sa ngã trên chính chúng ta, vốn là điều tạo nên phần lớn nan đề của chúng ta. Cho nên chúng ta biết là có thế giới tối tăm mà chúng ta phải nhờ cậy Chúa. Nhưng ngay cả trong những tranh chiến đó thì chúng ta cũng phải có sự xét mình. Thực tế thì làm sao chúng ta có thể xét mình trước mặt Chúa cho cụ thể? Thì chúng ta ghi xuống ở trong nơi nào đó, trong cái nhật ký của mình, về những điều mình thú với Chúa, thú nhận với Chúa. Khi tôi thực tập điều này trong khoảng đầu tiên đời sống tôi, lúc tôi mới qua Úc và đi làm trong một văn phòng, thì tôi có sổ hay có cái lịch làm việc để trên bàn, thì tôi ghi. Thì những cái chuyện mà tôi ghi mà xưng nhận với Chúa là tôi ghi tiếng Việt, tại mấy người xung quanh đâu có biết tiếng Việt đâu, do nó an toàn. Cho đến khi tôi gặp người bà con chỉ đọc tiếng Việt mà không đọc tiếng Anh, tới đó ngồi đợi tôi, sao đọc, nói, ông này làm việc mà không ghi những chuyện gì thế ghê quá vậy. Bây giờ tôi biết là ghi tiếng Việt, tiếng Anh gì cũng an toàn, thì mấy người xung quanh tôi đều biết là hết hai thứ tiếng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là điều thực tế để chúng ta xét mình trước mặt Chúa. Không phải chúng ta chỉ nói đến những điều lỗi lầm, phạm tội, nhưng mà chúng ta cũng thấy những cái cơ hội Chúa mở ra mà chúng ta đã bỏ quên.
Chúng ta thấy những cái dịp tiện mà đáng lẽ chúng ta phải làm chứng về Chúa là người bạn lớn của mình, mà chúng ta nhát và chúng ta đã không làm điều đó, thì chúng ta cũng ghi ra như vậy, đọc lại chúng ta sẽ cảm thấy hối hận. Nhưng mà chính sự hối hận đó sẽ làm cho chúng ta có được cái thái độ khác trong lần tới. Cho nên, thứ nhất là chúng ta nhận biết được sự hiện diện của Chúa. Thứ nhì, chúng ta xưng nhận những yếu đuối của chúng ta trước mặt Ngài. Nhiều người nghĩ rằng nếu một người mà ra mắt Chúa rồi xưng tội một hồi á, chắc mình chịu không nổi, tại mình cảm thấy mình sao mình xấu quá, mình tệ quá, mình sẽ khinh mình sẽ tự ti. Nhưng mà thưa không phải. Tác giả tại đây lại khám phá rằng ông gần Chúa, ông xưng nhận với Chúa rồi đó, thì ông lại quý chính mình ông nhiều hơn. Câu 13 trở đi nói rằng, vì chính Ngài đã dựng nên hình hài của con, Ngài đã tạo thành con trong dạ của mẹ con. Con cảm tạ Ngài vì con đã được dựng nên cách đáng sợ và lạ lùng. Công việc của Ngài quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm. Đây là sự nhận biết mới về những khả năng của mình trong ánh sáng của mặt Chúa. Người nhận biết này không trở thành kiêu ngạo, người nhận biết này không ở trong sự bi quan, người nhận biết này vừa tự tin vừa biết ơn Chúa. Khi Môi-se nói rằng, Chúa ơi, con cà lâm làm sao mà con hướng dẫn dân sự này được, thì Chúa nói rằng, Môi-se, ai làm nên miệng của con? Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta thấy rằng Chúa đã giúp cho những người ở gần trong sự hiện diện của Chúa trở thành tự tin hơn, trở thành người phục vụ cụ thể hơn với những gì mình có, với cả những giới hạn mà Chúa cho phép mình có. Tôi khuyến khích một số người phục vụ thì có nhiều người thối thoát lắm đó. Mục sư ơi, thôi mục sư mời người khác đi, đừng có mời tôi. Nhưng mà rồi tôi thấy rằng mấy người đó cái từ từ họ lại âm thầm góp phần. Và khi họ góp phần thì rất là tốt. Tôi biết rằng Chúa đã cảm động họ. Và tôi nghĩ rằng nếu mà quý vị cũng thường thối thoát chung quanh thì có thể điều quý vị cần là ở trong sự hiện diện Chúa nhiều hơn. Chúa sẽ nhắc quý vị rằng, ai tạo nên giọng của con hát? Ai cho con cái tài khéo để đàn, để làm kỹ thuật? Ai cho con cái trí để tổ chức? Thì khi đó chúng ta tự nhiên sẽ thấy quý những điều Chúa cho chúng ta có. Và từ đó chúng ta sẽ biết ơn Chúa, sẽ phục vụ và sẽ vui với sự phục vụ đó. Tôi mong rằng nhóm nhỏ sẽ trở thành nơi mà chúng ta khám phá những tài khéo Chúa cho mỗi người riêng, những kinh nghiệm vui buồn khác nhau Chúa cho một người trải qua, để dùng những điều đó hầu việc Chúa. Kinh Thánh nói rằng, vì Chúa đã an ủi tôi như thế nào thì tôi cũng dùng sự an ủi của Chúa cho tôi để giúp đỡ những người trong sự hoạn nạn. Lớp 351 là lớp khám phá những cái đặc điểm Chúa cho mình để dùng điều đó hầu việc Chúa. Cho nên như vậy, trong cái sự xác mình của chúng ta là có sự nhận biết Chúa, ra mắt Chúa, xưng nhận những thiếu sót của mình, nhưng mà cũng có sự cảm tạ Chúa về những điều Chúa cho. Có thể có nhiều người trong quý vị thường xưng tội nhiều hơn cảm tạ Chúa, thì có thể chúng ta cần tăng lên cảm ơn Chúa vì Chúa dựng nên con cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng con biết rõ lắm. Khi lòng của quý vị biết rằng những đặc điểm Chúa cho mình đến từ Chúa, thì sẽ có một sự kính sợ mới mà không có hợm mình về những khả năng Chúa cho mình. Tại vì mình biết rằng phải dùng điều đó để hầu việc Chúa, để cái niềm vui, cái sự sống nó được tuôn trào, vì đó là điều Chúa đặt để nơi chúng ta, mà chúng ta là con của Ngài, được trở về trong chuồng của Ngài.
Và cuối cùng là sự xét mình rất là lớn. Câu xin chúng ta cùng đọc chung với nhau câu 23 và câu 24. Chúng ta cùng đọc. Đức Chúa Trời ơi, xin dò xét con và thấu rõ lòng con. Xin thử nghiệm con và biết những ưu tư khắc khoải của con, để xem tâm trí con có tư tưởng xấu nào chăng. Cầu xin Ngài dẫn đưa con vào con đường đời đời. Xin hỏi, nếu tác giả nói từ đầu là Chúa đã dò xét con và biết con, Chúa biết lúc con ngồi, lúc con đứng dậy, thì tại sao đến cuối bài ông lại nói rằng xin dò xét con là sao? Chúa biết rồi, Chúa dò xét rồi, mà bây giờ ông nói là xin dò xét con là sao? Đây là lời cầu nguyện, xin Chúa cho con cũng biết về chính con. Xin Chúa cho con biết về chính con, để con điều chỉnh con trước mặt Ngài, để con so cái dây đàn của lòng con với lòng của Ngài. Xin xem thử con có lối ác nào chăng. Vì chúng ta nhận biết rằng chúng ta không thể nào ghét sự ganh tị bên ngoài mà thôi, mà nếu thật lòng, chúng ta cũng có ít nhiều ganh tị trong lòng. Chúng ta cũng có những hẹp hòi trong lòng. Và khi chúng ta nhận biết được điều đó, thì chúng ta xét mình trước mặt Ngài. Không ai dám nói rằng tất cả những hoạn nạn xấu xa là bên ngoài. Và khi nào chúng ta làm chuyện đó, khi nào hội thánh làm như vậy đối với xã hội, thì họ thấy rằng hội thánh nói những điều cao trọng của Chúa, thiếu sự xét mình, thì họ nghĩ rằng hội thánh là một cái nhóm người ghét người khác, lên án người khác. Mà đây là một cái thành kiến mỗi ngày mỗi nhiều, là khi nào hội thánh thiếu sự xét mình trước mặt Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể xét mình trước mặt Ngài. Mà lý do chúng ta có thể xét mình trước mặt Ngài, tại vì chúng ta nhận biết Chúa là đấng nhân từ đối với mình, và Ngài có ý định không phải bắt lỗi mình, mà để có ý định tốt lành cho đời sống mình. Cho nên đây là điều cho chúng ta có hy vọng. Nhiều người đã thất vọng về chính mình, đã bỏ cuộc chính mình, đã không còn muốn ráng điều gì. Nhưng mà khi gặp Chúa thì biết rằng sở dĩ mà tôi bắt đầu những bước mới, tôi hồi phục những bước mới, tại vì Chúa quý tôi. Và Chúa có ý định nhân từ đối với cuộc đời tôi. Chúa không có muốn cái công trình Chúa là con người của tôi trở thành vô ích, mà Chúa muốn phục hồi, chữa lành và sử dụng tôi. Đó là điều khích lệ cho chúng ta, để Chúa, để chúng ta có thể xét mình thường xuyên trước mặt Ngài. Thưa quý vị thân hữu, là những bạn bè chúng tôi có mặt tại đây hay là theo dõi chương trình thờ phượng của chúng tôi muốn nói lời tâm sự với quý vị. Là tại vì Đức Chúa Trời tạo dựng nên quý vị, cho nên lòng của mỗi chúng ta đều có ý thức ít nhiều về sự thiêng liêng. Nhiều người trong chúng ta nhìn thấy sự thiêng liêng, cảm nhận sự thiêng liêng ở trong những cảnh hùng vĩ, ở trong những tảng đá, những dãy núi hùng vĩ, những cây cỏ, hay là đứng trong một cái bàn thờ tổ tiên, tổ quốc. Nhưng mà quý vị ơi, sự thiêng liêng đó là đến từ chúng ta là con người được chính Đức Chúa Trời tạo dựng. Và vì vậy khi quý vị theo Chúa, quý vị vẫn là những người hiếu kính cha mẹ, nhưng mà quý vị nhận biết rằng đấng mình cần thờ phượng chính là Đức Chúa Trời. Ngài dùng mọi cách để cho quý vị nhận biết được điều đó ở trong cuộc đời của mình. Và nếu quý vị tin rằng Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, muốn tìm quý vị là những người xa cách Chúa, lạc khỏi Chúa,
Bày tỏ tình thương của Ngài qua Chúa Giêsu là đấng đến tìm kiếm quý vị, tha thứ cho quý vị, thì quý vị có thể mở lòng ra đối với Ngài. Nếu quý vị nhận biết được Ngài như vậy và muốn tiếp nhận Ngài, thì quý vị có thể nói lời thầm nguyện trong lòng theo sự hướng dẫn của tôi. Tôi mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta giúp các thân hữu chúng ta thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con nhận biết rằng cuộc đời của con không trốn chạy đấng thiêng liêng được. Dầu con có chết đi thì con cũng không thể tránh được Ngài. Cho nên Chúa ơi, con muốn trở về với Ngài, quy thuận Ngài, kính sợ Ngài, được tha thứ bởi Ngài, yêu kính Ngài, vâng lời Ngài, sống trong sự hiện diện của Ngài trên đời này, và sẽ sống trong sự hiện diện của Ngài trong cõi đời đời. Xin cho con biết chính Ngài, xin tha thứ con bởi huyết báo của Chúa Giêsu trên thập tự giá, và xin Thánh Linh Ngài dạy con sống ở trong sự nhận biết Chúa mỗi ngày một thêm trong cuộc đời này. Con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.